anh Thành. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ hai Hương xuống ở đây. Hello. Để bắt đầu chính thức là đây, lễ khởi công xây dựng nhà tình thương. Yeah. Nha, làm lại cái này này thành thế này. Đá, cát, xi măng là đồ chuẩn bị sẵn rồi đó. Hôm bữa xuống khảo sát rồi, ngày hôm nay là xuống khởi công luôn. Cùng với lại một đơn vị thi công cho mình, đơn vị của Hưng Thịnh, của Nhôm Sinh Pha. Xuống tới nơi là đầy đủ hết trơn luôn. Có đồ cúng, rồi có gạch đá đổ sẵn hết trơn rồi, mấy em nó rất là chu đáo, chu toàn. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, cũng là do ông chủ này chọn ngày luôn nha. Ông chủ này là đứng mũi chịu sào ở đây giùm Hưng. Rất là may mắn luôn, lúc đầu Hưng định bưng cả một cái ekip từ Sài Gòn xuống. Cuối cùng là do bà con ở đây nè chụp hình xong quay clip đưa lên lúc mà Hưng đi xuống đó. Thế là em tự chủ động liên hệ trên fanpage. Chàng trai trẻ rất là tốt bụng, không phải làm việc này không đâu, làm nhiều lắm rồi đó. Nâng cái này nâng rất là nhiều tiền. Dạ, nâng cao lắm. Nâng cao dữ lắm. Phải dùng nhiều cách khác nhau, từ các gạch mua bên ngoài rồi cộng với đất dưới sông móc lên nữa. Thứ thì anh cảm ơn em thiệt nhiều nha. Dạ. Cái team rất là tuyệt vời. Dạ. Cảm ơn anh em ekip nữa. Dạ, cảm ơn. Nha, anh rất là vui, hạnh phúc lắm luôn khi có tụi em hỗ trợ. Không tính toán như thế này, tại vì chú ở có một mình thôi, mà đất thì quá dài nhưng mà nó hơi hẹp. Thì mình chừa lại 15m. Ngoài cái lò giới xong mình chừa lại thêm nữa 15m. Để làm gì? Nếu như mà có ai muốn mua thì mình bán cái phần đó, chú bán phần đó, để chú có một cái số tiền chú dưỡng già. Còn nếu mà không mua được nữa, chú cũng có chỗ để sau này chú cho thuê để mở quán cà phê hay gì bán. Mà không thuê được thì mình chú tự bán luôn. Hoặc là cô dân có về đó thì cổ cũng có một cơ sở, có nơi để làm ăn, mở quán, mở xá, bán hàng ăn, hủ tiếu, cơm, tấm hay cái gì cũng được. Tại vì cái nền nhà chú bị sụp xuống rất là sâu. Khi mà tính ra như vậy là nó sẽ đội lên thêm tiền nữa chứ phải không đâu. Mà vẫn phải tính đã một lần làm cho xong luôn cho rồi. May quá là tính được chỗ để chú ở luôn, không phải thuê nhà hay là ở nhà người khác. Là cố gắng trong nhanh nhất, vì rằng là chú ở một mình thôi, xây nền thì chắc chắn gạch tường là làm nhà tiền chế là nhanh nhất cho nó kịp mùa mưa, chứ không thôi mà xây lên là trời ơi tùm lum tà la. Tại vì xây lên là sẽ chắc chắn là sẽ thấm và sẽ nứt, thời gian nào cũng vậy hết. Còn nhà tiền chế làm khung sắt và lót nhôm, tức là rất nhiều cái nhà đẹp mà nó vừa cái khả năng của Hưng, và có bạn bè của Hưng đi cùng nữa, cho nên là cái đó là cách nhanh nhất luôn cho chú luôn, thuận tiện vô cùng. Các bạn xây dựng bên này sẽ quay hình, chụp hình tiến độ mỗi ngày, làm cái gì ra sao phải gửi về Hưng hết. Khi nào gần xong á là Hưng sẽ xuống, và khi hoàn thành Hưng xuống một lần nữa để mà bàn giao nhà cho chú đó, và sẽ quay clip để gửi vô cho dân, đi vô thăm dân cho nó coi đó. Mình hứa với em nó cái gì thì mình làm cho đúng như vậy. Hưng dự kiến này là lâu nhất là một tháng, còn nhanh nhất là 20 ngày là sẽ xong cái toàn bộ cái ngôi nhà này. Hy vọng là sẽ đúng vậy trước mùa mưa. Người đàn bà dễ thương của con qua đây. Ở đây cô Nguyệt. Đây nha. Trời ơi, bây giờ biết mặt luôn đó. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ có anh lên đó, có cái gì nữa. Là ba năm một của anh đó. Cũng lên đây thăm em thường lắm. Vậy luôn hả? Vì ở ngoài Bình Chánh đó, gì đó là gì là ba năm một của anh. Vậy tên là Nguyệt mà sáu mấy tuổi rồi. Nên chủ động kiếm thăm em hả? Đi xuống nhà kiếm ba em rồi đăng ký tên vô sổ lên đây thăm em. Yeah. Fan của Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà là coi cái clip đi thăm trên tù đó. Xong rồi cái gì tự động đi mò xuống đây, phải mượn sổ của ba thì mới được đi vô trong đó đăng ký thăm nuôi. Và 4 năm liên tiếp luôn, kể cả dịch rồi chăm sóc gửi tiền. Cái này là con đó chứ tao có gì đâu. Con làm cái clip này sao cảm nhận có người đi thăm. Dạ chắc vậy à. Thì đó là cách lan tỏa. Cảm ơn cô rất là nhiều chứ. Cảm ơn con. À mình đúng mình nhà thương, nằm nhà thương nữa. Chết năm ngoái rồi nè mà sống lại nè. Nhà thương kêu đem về làm đám ma chứ con tưởng. Trời ơi, may mắn quá, lạy Chúa, cảm ơn trời Phật. Đó chắc là ơn phước cô đã làm đó, cuối cùng là cô đã qua căn bệnh luôn. Yeah. Hồi trước đây, căn nhà cũ này là tôi làm ở từ năm 95. Vợ thì bị tai nạn giao thông, rồi con thì này kia, thì cho nên là qua nhiều cái biến cố khó khăn.
căn nhà nó bị bục mọt là nó hư hết. Rất là may mắn là gọi duyên là gặp được Đàm Vĩnh Hưng. Tôi rất là vui mừng, không còn cái cảnh mà mưa tạt gió hay lùa này nè, dột cũng như là mua gỗ rồi cắt lên nhà tạm lại đây. Không có nghĩ được là đến làm cái nhà đàng hoàng. Lần nữa Hưng muốn cảm ơn đến tất cả những người quan tâm. Cửa nhôm Sinh Pha Hưng Thịnh ở tại Vĩnh Hưng đã hỗ trợ Hưng rất nhiều luôn, kể cả nhân công nè, rồi tặng cửa nè, cái khung sườn, rồi tất cả mọi thứ khác là Hưng phải lo. Đổ nền, đổ đất này Hưng phải lo, tất cả lo hết. Một số người anh em, bạn bè của Tiến có cho tủ gặp ăn rê nè, cho giường, cho thề cho kia. Thì có được cái gì hay cái đó, còn phần lại là của Hưng. Và Hưng có những người bạn đồng hành với mình nữa. Và Hưng rất cảm ơn những người bạn đó đã tin tưởng theo Hưng. Lúc đầu là Hưng dùng bằng tiền của Hưng đi không á, chắc chắn 100% là tiền hát của Hưng thôi. Hưng trích từ cái tiền live show của mình, live show sắp sửa làm nè, là Hưng 100% luôn. Lúc đầu chưa nghĩ là sẽ cậy nhờ ai cả. Mọi người nếu mà có ủng hộ nha, cách ủng hộ duy nhất là chỉ đi xem show của Hưng thôi, là Hưng tự có cái nguồn thu nhập trong đó rồi đó, nha. Hưng sẽ trích ra đó, chứ không có làm phiền mọi người, chứ không có kêu gọi ai đóng góp gì, không có nha, tuyệt đối không có. Những người bạn chí thân chí cốt với Hưng, anh em ruột rà đó, là chơi với Hưng, hiểu Hưng thì rất muốn đồng hành, họ cũng muốn tạo phước cho con họ, thì mình cũng không có cản cái phước đó được đó. Mình phải chia sẻ bớt ra. Hưng cũng chọn lọc kỹ lắm, không có nhận nhiều đó, cũng không, cái này không quá ghê gớm, không phải lên tới tiền tỷ gì mà phải làm như vậy. Trong khả năng Hưng có thể làm được, trích từ trong cái show hát của mình ra, live show Ngày Em Thắp Sao Trời. Hưng sẽ thắp sao trời lên trên nhà của chú Quang trong một tháng nữa. Mà chị bắt chừng hình lên phải không, cái chị bấm chị mò mò sao cái mà trúng ngay cái chỗ mà em đi vô trong thăm văn đó, cái bắt đầu cái em ca bài mà Sương ơi năm nay gì đó con chưa về gì đó là nước mắt chị nó đã tuôn hen rồi. Còn mà cái bài nào mà nhảy là chị ngoài chị cũng nhảy luôn, chị nhảy luôn. Nói thiệt em đừng có cười chị nghe, không có cười, dễ thương, rất dễ thương. Chị nhảy rất đáng yêu, dễ thương chị ơi. Đây là chị Phụng nha mọi người. Cô tên gì cô? Tên Mời. Cô Mười. Đây là cô Nguyệt. Đây là một ân nhân đặc biệt của dân đó. Trời ơi chị ơi, cái này mà chiều mà con em nó thấy chắc nó cười em chắc chết. Hồi nãy em không nói gì nè, nói chị ơi em đi chút xíu trở lại là chị đi chợ chị mua. Nói thiệt chị không có tiền chị cũng lên chợ chị mua thiếu nha. Con cá lóc ở đầu về chị nấu con chua, nấu con chua chị đãi cho em. Tội nghiệp dân thương quá à, nói chuyện nghe miền Tây chất phát thật thà, rất dễ thương. Ta nói là không có biết là cái gì, người ta hay nói gì ca sĩ tôi hâm mộ rồi tôi mến gì đó, không biết cái này là nói thẳng thắn là chị thương em rồi chị tôn trọng em, chị quý thấy em thôi chứ chị. Quá hạnh phúc như đó đủ lắm rồi, rất tuyệt vời. Cảm ơn chị nha. Có duyên vài bữa đó xây nhà xong em sẽ về. Xây xong em xuống đây nữa. Chừng nào mà dám gần đây không, dễ liên lạc không? Không, mà chừng nào về cái nói gì nè. Có số điện thoại không chị? Xin đi. Chị quên số điện thoại chị ơi. Con chị cũng được nữa. Thôi bây giờ em cho số điện thoại của em cho chị. Bây giờ nói mình thương với nhau phải không? Rồi chị số điện thoại cho không? Em đi. Em đâu có sợ đâu không cho. Ê bé nhận số cho chị. Ê mà nói nghe nè, chị hay xàm lắm ngang. Có khi chị buồn là chị điện chị hỏi thăm em nha. Em đừng có tự ái nghe. Bấm nha. Đọc lên nha, là chúng sanh biết hết trơn. Không nghe. Tại vì chị vui nghe em chứ hồi đó. Dạ có vấn đề là chị ơi vui mà. Chứ hồi đó giờ nói ca sĩ là chị không dám lại gần. Mà sao hôm nay chị mến em chứ chị mến chị. Nói nghe nè, bây giờ cái giọng ca của chị hay lắm. Hay đúng mực hay luôn. Vậy hả? Chị ca hay dữ lắm. Muốn câu liền, cái sông quê đi. Có một dòng sông trải tràn trong trí nhớ, làng em bên lỡ, làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày bên sông. Ở sông bên này em đi học đúng không? Dưới bóng con đò em trong nhánh mù mộ con bướm vàng quanh quẩn. Trời ơi đúng rồi. Lội dìm sông gì đó tiếp đi. Nói gì chứ chị đâu có biết hát đâu. Tại sông quê trường làng con đò trên cánh lỡ. Dân quê nhảy đây rồi đúng không? Nhảy được rồi đúng không? Đúng rồi. Cái kiểu như mà em nhảy thì chị bắt trước chị nhảy theo. Còn cái trên trước sao mày xin son gì? Ủa mày nói vậy đó. Thôi đi về. Em chào cô Mười nghe. Chào chị Phụng. Thầy Đạt xem nhà này em xuống. Thông báo mọi người nhớ nha.
tiệc rượu đêm nay chưa tàn cuộc, sao sơn ca đành dội bỏ đi sao? Hãy ở lại đây chia nhau dài mọi chuyện, rồi sáng mai mỗi kẻ một con đường. Trời ơi, hay quá. Cảm ơn nha. Rồi chị cảm ơn em. Ba chị, ba cô Mười. Mọi người thấy xa xa kia là một cái chiếc cầu phải không? Và rất nhiều bà con khán giả fan ở bên kia sông đó hay tin chạy qua đây, rồi cho bẻ cái xoài cho người đi dừng lại nói chuyện, bày tỏ yêu thương. Rất là đáng yêu. Nói thiệt luôn á, ở trong người tôi là có máu của miền Tây thiệt nha. Đúng cái cách sống của tôi đó, đúng cách sống luôn lắm luôn á, có nhiều cho hết. Chơi xà lát mà hay sao không được hết trơn á. Chị Phụng ơi, làm sao xuống đâu ăn canh cà chua nha, nói có Mười nha. Rồi, em chua cá lóc thì chị nói thôi. Rồi, rồi. Em sẽ đem đồ Sài Gòn xuống. Rồi, chị nấu cơm canh ra đi. Chị nấu cơm mà ghê mà. Có Mười ok. Đến chiều ok nè. Đây nè chỉ là bộ bắt tay đúng không? Là coi như là hai chị em mình thăng chứ đúng không? Chiếc xe đại chị đậu đó. Em nếu mà chiếc xe của em mà gướng lên quẹt chiếc xe chị thì ok 10 triệu. Ghê vậy hả? Em chịu không? Xe này xe 10 triệu trời. Xe điện là mấy triệu bạc rồi bà ơi. Giờ cái xe bà Bao này tôi quẹt rồi đó. Không? Xe vậy nè. Cái quẹt đi đấy 10 triệu. Có nhiều nhất luôn có 4 triệu má. Không, người khác 4 triệu. Chị nói nghe, nếu mà người khác đụng banh chị bỏ luôn. Trời ơi, em quất cho cái là 10 triệu. Trời ơi, cứu tôi. Thương dữ chưa? Thương dữ rồi, thương tình nghĩa là mới lấy 10 triệu chứ không là. Ông là không lấy chuyện nào luôn. Dạ, thương dữ lắm rồi đó hả? Thương dữ luôn, thương đúng mực thương luôn. Rồi, chứ hẹn lần sau xuống đi nha. Rồi, em một tháng nữa là gặp nhau, xây nhà xong xuống cho Khánh Triều. Má chú kêu bả nghe. Rồi, canh chua cá kho nha mẹ.